Bạn cần một chiếc xe máy thanh lịch, lịch sự, nhẹ nhàng. Bạn là dân văn phòng, nhưng mà chiếc xe máy đó phải đến từ nhà Honda. Thì đây, Honda E-Blade hay còn gọi là AB. Bạn cần một chiếc xe đi làm, đi học, đi chơi, đi ăn nhậu, đi gặp đối tác. Nhưng mà khi đi xa, gắn thêm cái bà gà. Tổng thể dàn áo xe rất ít nhựa nhám, cho nên cứ mãi bóng bẫy, bóng, bóng, bóng luôn. Xe vẫn cứ là full LED trước sau, nhưng mà thiết kế đã sắc sảo hơn đời cũ rất nhiều. Chiếc xe quốc dân, nhưng mà cũng có khá nhiều công nghệ. Màn hình LCD hiển thị nhiều thông tin hơn. Khóa Smart Key, chống đoản, mở cốp xăng, mở cốp xe. Ủa mà còn nút nữa đâu rồi ta? Nút mở trái tim em. Dung tích cốp chỉ 22.7 lít, nhưng mà bỏ cũng được khá khá đồ đó.